Ok. Rồi ok, xin chào tất cả các anh chị em nha. Các anh chị em có nghe rõ Trang nói không ạ? Nếu nghe rõ, nhìn rõ Trang, comment cho Trang từ ok nha. Rồi ok cả nhà. Thì lời đầu tiên vào một buổi sáng rất là đông, thì Trang xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của chương trình đã dậy rất là sớm. Cảm ơn host của chương trình, cảm ơn MC Mục Tiêu, cảm ơn MC Thể Lực, anh chị toàn là những người mentor, những người coach có thành quả rất là cao rồi, cho nên là không có lý do gì buổi sáng ngày nay chúng ta không năng lượng, đúng không anh chị? Và quan trọng nhất là Trang xin gửi lời chào đến tất cả là hơn 300 anh chị em có mặt trong buổi Zoom sáng hôm nay, và Trang xin giới thiệu qua một chút về bản thân để được làm quen với một số anh chị em mới nha. Trang tên đầy đủ là Hoàng Quỳnh Trang, và hiện tại là Trang đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Trang đã đồng hành tham gia cùng với Lobby đó là được là gần 2 năm các anh chị, còn 3 tháng nữa là được gần 2 năm. Và ngày hôm nay thì Trang cũng chia sẻ một những cái chủ đề rất là quan trọng. Thì cái chủ đề này nó rất là thực tế các anh chị, bởi vì là trước khi mà Trang vào Lobby là Trang đã kinh doanh rồi. Thành ra là Trang luôn dùng cái tư duy của mình để Trang lựa chọn những cái sản phẩm kinh doanh nó phù hợp và nó thông minh và nó hiệu quả. Giờ cả nhà. Và Trang cũng xin được làm quen với một số anh chị em mới một chút, bởi vì là cái Zoom ngày hôm nay các anh chị là chủ yếu là nhân vật chính là các anh chị em mới. Thì là có bao nhiêu trong anh chị em là trong cái phòng Zoom này đó là vào Lobby mới kinh doanh tập tành được là 3 tuần trở lại đây. 3 tuần các anh chị em nha. 3 tuần trở lại đây các anh chị em comment cho Trang số 1 nha, để Trang có thể là xem là có bao nhiêu anh chị em mới nha, để xem là cái team Eagle của chúng ta đó là có cái sự phát triển hùng mạnh thế nào anh chị. Cho có 3 tuần mà số lượng người mới đông như mức độ nào. Ok cả nhà. Ok, thì Trang thấy là rất nhiều anh chị em comment số 1. Và hiện tại là Trang nhìn thấy một số anh chị em để cái tên Zoom là 999 đó anh chị. Rồi là bờ lồ, Trang biết là mới rồi anh chị, là mới tanh rồi. Chưa đổi tên Zoom là mới tanh. Ok cả nhà. Thì ngày hôm nay là rất nhiều anh chị em mới đó, thì Trang cũng hy vọng rằng là các anh chị em là có thể là tham gia trọn vẹn cái buổi ngày hôm nay, bởi vì nó rất là quan trọng các anh chị và nó rất là thực tế. Và Trang để không mất thời gian nữa thì Trang cũng xin chia sẻ cái slide các anh chị. Rồi đấy, trước khi mà Trang bắt đầu vào chương trình đó là Trang cũng mong là các anh chị em thả tim thả hoa thật năng lượng các anh chị em nha. Năng lượng nó tạo ra một cái cảm xúc nó rất là mãnh liệt các anh chị. Thành ra là khi mà trong phòng Zoom nó năng lượng đó, là khiến cho cái người chia sẻ cũng rất năng lượng các anh chị, là cho đi không là vô giá trị luôn đó các anh chị. Ok cả nhà nha, hãy năng lượng giùm Trang nha. Rồi cả nhà, Trang xin phép chia sẻ cái slide. Rồi cả nhà các anh chị, khi mà các anh chị em vào Lobby đây các anh chị, là Trang các anh chị em là đang sở hữu rất nhiều những cái sản phẩm. Trước đây khi mà Trang kinh doanh bên ngoài đó, là cái việc mà sở hữu sản phẩm đó, tầm vài chục sản phẩm nó là niềm mơ ước rồi. Nhưng mà khi mà các chị em vào đây là các chị em đã sở hữu là gần 3.000 sản phẩm. Tuy nhiên là gần 3.000 sản phẩm đó là các chị em là cảm giác là mình nó hơi bị ấy đó các anh chị, nó hơi bị ngộp đó các anh chị, bởi vì nó quá nhiều sản phẩm. Hầu hết là các anh chị em không biết mình bán cái gì cả. Cứ ngó sang anh A là thì bán một sản phẩm, ngó sang chị B thì bán một cái sản phẩm. Thành ra các anh chị em là không biết mình sẽ lựa chọn cái gì và những cái sản phẩm nào nó sẽ phù hợp với bản thân mình. Tuy nhiên các anh chị là có những sản phẩm đó là có thể anh A anh ấy kinh doanh thành công, nhưng chưa chắc anh chị em đã kinh doanh thành công. Có thể là anh ấy bảo đó bán được hàng, nhưng chưa chắc là các anh chị em đã bán được hàng với cái sản phẩm đó. Thành ra các anh chị em cũng phải cho mình một cái sự lựa chọn nó thật sự nó phù hợp ngay từ ban đầu, để các anh chị em không phải là lựa chọn lại các anh chị. Nhưng là ngay từ đầu chúng ta đã có cái sự lựa chọn nó rất là hiệu quả và thông minh rồi. Cái đó gọi là nghiên cứu thị trường đó các anh chị. Chúng ta là Lobby đã có cái sự nghiên cứu thị trường về cái tệp sản phẩm, thì chúng ta cũng phải có sự nghiên cứu thị trường về cái sản phẩm nó phù hợp với bản thân mình và cái tệp khách hàng xung quanh của mình. Thì đây là cái lý do mà dạng là có cái buổi ngày hôm nay các anh chị. Ok không cả nhà. Rồi cả nhà. Khi mà các anh chị em mới á, vào trong Lobby thì các anh chị em là có cái sự là rất là năng lượng anh chị, năng lượng bởi vì là thấy cái gì cũng muốn bán, thực sự là cũng không biết nó có hợp với mình hay không, rồi là rất nhiều những sản phẩm các anh chị em muốn bán và đăng bài, tuy nhiên như vậy nó không có hiệu quả anh chị. Thành ra là chúng ta phải có một cái nhìn nhận và cái sự lựa chọn nó chính xác cho bản thân, đúng không anh chị?
Thì đầu tiên trước khi nói đến lựa chọn sản phẩm thì chúng ta phải nói đến cái việc là chúng ta phải trao dồi kiến thức trước. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì là Trang có thể hỗ trợ các anh chị em là có những cái đơn hàng đầu tiên được, nhưng Trang không tin chắc rằng, Trang không dám đảm bảo rằng các anh chị em có thể đồng hành với lúc đi xa được anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Là trong kinh doanh nó cần phải có kiến thức anh chị. Bởi vì chúng ta đi làm bất cứ một công việc gì cũng vậy, là cũng phải có kiến thức. Thành ra khi mà các anh chị em mới vào đó thì là trong 2 tuần đầu đến 3 tuần đầu thì cái việc đầu tiên các anh chị em nó tập trung vào cái việc là chúng ta học hỏi các anh chị và trau dồi kiến thức để chúng ta là bước sang một cái lĩnh vực mới là kinh doanh online. Thì các anh chị em phải chuẩn bị cho mình gọi làm sao tất cả những cái trang bị các anh chị, đó là những cái kiến thức, và các anh chị em phải là có cái sự lựa chọn đầu tiên cho mình, và các chị em cũng phải hiểu rõ được những cái sản phẩm mình là bắt đầu kinh doanh. Thì sau đó thì cái Trang mới khuyên là các chị em mới nên đi bán hàng. Còn ngay từ đầu chúng ta thấy có rất nhiều sản phẩm chúng ta có thể là bán hàng luôn, tuy nhiên nó không có hiệu quả các anh chị. Và khi mà các chị em bị từ chối đó, các chị em sẽ bị mất năng lượng. Thành ra là ngay từ đầu Trang đã định hình rõ ràng các chị là đi kinh doanh nó phải có kiến thức thì chúng ta mới có thể kinh doanh lâu dài và thành công được. Thì đầu tiên là các anh chị là một số những cái chương trình học cho người mới nó cực kỳ quan trọng. Nói là học thì nó rất nhiều chương trình, rất nhiều Zoom. Thì tuy nhiên là các anh chị là chúng ta đã nói ngay từ đầu làm sao chúng ta phải lựa chọn đúng các anh chị. Thành ra cái Zoom học cũng phải đúng cho người mới. Và đây là những cái Zoom học mà nó cực kỳ cần thiết và nó quan trọng cho một cái người mới bắt đầu để có những kiến thức nền tảng trong kinh doanh. Và khi mà các anh chị em có những cái kiến thức nền tảng trong kinh doanh rồi thì chị Trang nghĩ là các chị em là chiến bất bại các anh chị. Chiến bất bại bởi vì sao các anh chị? Bởi vì các chị em là sẽ là gặp đâu các chị em thắng đó, đánh đâu thắng đó các anh chị. Ok cả nhà. Thì đầu tiên là cái chương trình học đầu tiên mà Trang đưa lên hàng đầu của chị, đó là chương trình đào tạo 5 em. Chương trình đào tạo 5 em là các chị em tranh thủ lúc buổi sáng anh chị, là các chị em có thể học một cái chương trình đào tạo nó đầy đủ nhất tất cả những cái kiến thức hội tụ trong 5 em, nó rất là hiệu quả các anh chị. Ok cả nhà nha. Và Trang để ý rằng chưa có một cái người bestseller nào mà người ta không học 5 em mà vẫn bán hàng giỏi. Có, nhưng mà cái số lượng nó sẽ ít các anh chị. Tiếp theo nữa các anh chị là các chị em sẽ được học 4 buổi công phu. 4 buổi công phu vào tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy các anh chị. Kinh doanh không có vội được các anh chị, chúng ta phải có kiến thức. Cho nhắc lại nha, là các chị em sẽ học 4 buổi công phu vào tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy là những kiến thức nền tảng nhất trong kinh doanh. Và trong khi mà các chị em học 4 cái buổi đó đó là đâu đó các chị em cũng có cái tư duy cho riêng mình rồi và có cái sự lựa chọn cho riêng mình rồi, nó rất là hiệu quả các anh chị. Ok cả nhà. Và nói là công phu dạ, nó là những cái gì tinh túy và nó hiệu quả nhất trong kinh doanh. Thành ra các anh chị em đừng bỏ lỡ nha các chị em nha, 4 buổi công phu, tầm học tầm là hơn 1 tuần là xong rồi các anh chị. Tiếp theo nữa các anh chị là các anh chị em sẽ được học một cái buổi như ngày hôm nay. Những cái buổi ngày hôm nay là cái buổi rất là quan trọng anh chị, là cái buổi chiến lược lựa chọn sản phẩm kinh doanh cho chính bản thân mình, là một cái buổi ngày hôm nay nha. Xong rồi, ok. Tiếp theo nữa anh chị là các chị em là học một cái buổi nữa, đó là tiềm năng thu nhập trong kinh doanh, để các chị em biết rằng ngoài cái kinh doanh bán lẻ ra là còn có những cái nguồn thu nhập nào nó đem lại một cái nguồn thu nhập lớn cho các anh chị và lâu dài và bền vững, để các anh chị em có một cái động lực các chị em đồng hành học tập học hành ở để các chị em tạo ra một cái nguồn thu nhập lâu dài. Nó không phải là 1 tháng 2 tháng, nó sẽ là 1 năm 2 năm và thậm chí nhiều năm tại Lobby. Đó là một cái buổi tiềm năng thu nhập rất là quan trọng các anh chị, để chúng ta có một cái năng lượng các anh chị, có một cái động lực. Ok cả nhà. Và tiếp theo nữa đó là một cái buổi hành trang cho người mới, đó là 1 tuần 1 buổi, thì các chị em chỉ học đúng 1 buổi là được rồi. Các chị em mới chỉ cần học 1 buổi là được rồi để các chị em có những kiến thức ở những cái hành trang bước vào cái công việc kinh doanh. Ngoài đời sẽ có hành trang vào đời đúng không ạ? Các bé cấp 1 thì có hành trang vào cấp 1 thì chúng ta có hành trang kinh doanh. Đó là các chị em sẽ được học 1 buổi nha. 1 buổi chiến lược lựa chọn sản phẩm kinh doanh, 1 buổi tiềm năng thu nhập, 1 buổi hành trang cho người mới, 4 buổi công phu. Và chương trình 5 em thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ học hàng ngày để chúng ta là có kiến thức. Ok. Tiếp theo nữa các anh chị là 6 bước dành cho người mới. Nếu mà Trang nói nhanh quá thì các anh chị em comment giúp Trang nha. Một người mới không thoát khỏi 6 bước này. Và khi mà các anh chị em đi qua 6 bước này, Trang đảm bảo rằng các anh chị em sẽ đi từng những cái căn bản, những cái đến dẫn đến những cái nền tảng. Cái đơn giản, cái cơ bản, những cái nền tảng các anh chị. Và các anh chị em là sẽ là không bị rối trong kinh doanh mà sẽ được là cầm tay chỉ việc từng bước một.
Khi mà trải qua 6 bước rồi thì Trang đảm bảo là anh chị là anh chị em kiếm được tiền rồi, anh chị kiếm được tiền rồi. Và cái 6 bước này nó chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần rồi anh chị, là các chị em đã hoàn thành được xong được nó rồi. Ok cả nhà, đầu tiên các chị là bước 1 anh chị. Bước 1 là song hành với cái việc học đó, là các chị em việc đầu tiên là dạng ngó qua trang web BC đúng không ạ? Trang web của Lobby. Đó, để các chị em ngó nghiêng sản phẩm và các chị em gặp cái người hỗ trợ mình và các chị em học cái buổi ngày hôm nay. Đó, và các chị em lựa chọn cho mình cái ngành hàng phù hợp, cái sản phẩm phù hợp và cái sản phẩm chiến lược để các anh chị em lựa chọn trong kinh doanh của mình và cho chính bản thân mình. Cái bước thứ hai các anh chị là các chị em là trải nghiệm sản phẩm. Trải nghiệm sản phẩm là các chị em là có thể là trải nghiệm một cái món sản phẩm nào rất là nhỏ cũng được. Anh chị em nào có điều kiện thì trải nghiệm những sản phẩm cao tiền hơn. Còn nếu không có đó, có thể là trải nghiệm một cái sản phẩm nhỏ hơn. Ví dụ như là bản thân chị em phụ nữ mà đang thiếu kem chống nắng đó, trải nghiệm thử với anh chị. Rồi con của mình cũng là mình cũng phải có mấy con nhỏ đúng không ạ? Thì cũng là trải nghiệm luôn một cái sản phẩm nhỏ như sản phẩm Midu chẳng hạn. Để làm gì các chị? Để các chị em củng cố được cái lòng tin của mình đối với Lobby. Bởi vì sao nghe nói Lobby là không cần, không mất phí đó, không mất tiền nhập hàng, vẫn có thể là kinh doanh được. Vậy thì Lobby là vận hành ra sao? Cái đóng gói hàng ra sao? Cái vận chuyển nó có nhanh hay không? Rồi là cái sao đóng gói nó có được đảm bảo chắc chắn không? Rồi nó có cái sự bảo hành cho khách hàng hay vào hậu mãi hay không? Khi mà các anh chị em có cái sự trải nghiệm cho bản thân mình rồi, là các anh chị em có cái sự lòng tin cho chính bản thân mình. Bởi vì là trước khi mà các anh chị em đi thuyết phục, các anh chị em đi bán hàng, các anh chị em trao lòng tin cho một cái người khách hàng nào đó, thì cái việc đầu tiên đó là các anh chị em phải đặt cái làm sao? Phải đặt cái lòng tin cho chính bản thân mình. Và mình phải tin mình đã anh chị, mình tin mình lựa chọn đúng anh chị, và mình phải tin công ty đã, mình phải tin sản phải tin sản phẩm đã anh chị. Là các chị em phải có cái sự trải nghiệm để các anh chị em củng cố cái lòng tin trước khi mình đưa cái lòng tin đó mình trao đến cho khách hàng. Còn nếu không thì sao, lại là về hấp tấp các chị em bán hàng đó, thấy nhiều sản phẩm quá đi bán, thì mà khách hàng hỏi là thì đóng gói ra sao, rồi có bảo hành hay không, các chị em không có cơ sở để các chị em nói và cũng không có cái lòng tin để các anh chị em nói, thì ngay từ đầu các chị em đã làm một cái gì đó khiến khách hàng họ không tin tưởng rồi. Cho nên là trong kinh doanh chúng ta không có nên hấp tấp các anh chị, không nên vội vàng. Ngày tháng còn dài các anh chị, cứ có kiến thức đã các anh chị là có tất cả. Đồng ý không cả nhà? Tiếp theo các anh chị là các chị em là bước 4 các anh chị. Bước 4 đó là các anh chị em là thiết kế một cái profile, là cái Facebook của các anh chị và một cái Zalo, là nó mang một cái thương hiệu cá nhân của riêng mình. Thì cái này là các chị em là sẽ là nghiên cứu đó một số những cái Facebook của một số mentor của mình ta có kinh nghiệm rồi để các anh chị em thiết kế. Trước đây Facebook Zalo đó chỉ để là tán gẫu đúng không anh chị, để lướt web, để xem phim, thì bây giờ nó sẽ là một cái kênh phân phối các anh chị, là một cái cửa hàng online. Thành ra là cái cửa hàng nó có đẹp, nó có sang, nó có trọng đó, thì khách hàng mới mò đến được anh chị. Cũng như là các anh chị em đi mua hàng bên ngoài cũng vậy đó, vào một cái cửa hàng mà nào nó lôi thôi các anh chị em không muốn vào, thậm chí là các chị em không muốn làm sao, không muốn trả tiền cho những cái món đồ đó. Tuy nhiên vào một cái cửa hàng sang trọng đó, gọn gàng, các chị em lại làm sao rất là tình nguyện, các chị em bỏ tiền túi ra, các chị em trả cái món hàng đó, nó gọi là về sao dịch vụ của anh chị. Thế nên chúng ta có phải thiết kế một cái profile, chọn một cái ảnh đại diện, một cái ảnh bìa thật mới các anh chị, đẹp nhất các anh chị, để dạng gây cái sự chú ý tò mò với cái tệp khách hàng của mình. Và các chị em sẽ chuẩn bị cái profile đó là một cái cửa hàng các anh chị, để các chị em dọn dẹp cửa hàng của mình, trang trí, gọi là các chị em thiết kế các anh chị, để chúng ta chuẩn bị một cái công tác là công tác khai trương các anh chị. Rồi ok cả nhà. Tiếp theo các anh chị là khi mà các anh chị em là đã làm xong rồi, các chị em hãy giúp Trang đó là lập ra một cái danh sách khách hàng. Khi mà các anh chị em kinh doanh đó, là các chị em sẽ có hai tệp khách hàng các anh chị, sẽ bao gồm khách hàng nóng và khách hàng lạnh. Khách hàng lạnh sẽ là chúng ta sẽ hướng tới đó là khách hàng trên Zalo, Facebook, là trên nền tảng online. Một cái tệp khách hàng nó vô cùng lớn và vô cùng rộng các anh chị, là cái tệp khách hàng họ đang chờ đợi chúng ta làm sao chúng ta tìm đến họ. Ok gọi nhà. Còn cái tệp khách hàng đó, đầu tiên đó là tệp khách hàng nóng, nghĩa là hầu hết là một số anh chị em, hầu hết là 100% các anh chị em mới đó, đầu tiên là phải có một cái tệp khách hàng trước
đó là danh sách khách hàng nóng các anh chị, là các chị em phải có một cái danh sách khách hàng nóng. Càng tin chắc rằng là mấy chục năm cuộc đời của các anh chị không thể nào là không có mối quan hệ được, à, đúng không ạ? Tám dòng họ các anh chị, tám dòng họ bên chồng bên vợ, rồi anh em bạn bè đồng nghiệp, rồi là học sinh, bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3 rất là nhiều. Thế là các anh chị em phải có một cái danh sách khách hàng ra. Ai đó mà có một danh sách khách hàng càng nhiều thì người đó càng thắng lợi. Thế là các anh chị em phải lập ra một danh sách khách hàng, là sẽ tệp khách hàng đầu tiên, họ sẽ là cái người ủng hộ khách hàng cho anh chị trước khi mà các anh chị em hướng tới tệp khách hàng trên nền tảng online. Đó, thế là các chị em phải lập ra một danh sách khách hàng. Đi kinh doanh mà không có danh sách khách hàng anh chị, ngay từ đầu là cái sự thất bại của anh chị. Nên là phải có danh sách khách hàng, không ít thì nhiều các anh chị em nha. Không nhiều thì ít các anh chị, không nhiều thì ít. Rồi các anh chị, khi mà các anh chị em là chọn sản phẩm cho mình rồi, chọn ngành hàng cho mình rồi, trải nghiệm sản phẩm rồi, lập danh sách khách hàng rồi, thiết kế một cái cửa hàng xanh, sang sạch đẹp của các anh chị, là các chị em bước vào một cái bước thứ năm, đó là khai trương kinh doanh. Các chị em có hình dung ạ, là bước khai trương kinh doanh, chúng ta đang sở hữu 3.000 sản phẩm, tính ra cái số tiền mà sản phẩm đó lên tới không biết là bao nhiêu tiền các anh chị, lên tới triệu, không biết là cả ngàn tỷ được các anh chị. Thế là khi mà chúng ta sở hữu cả một cái kho hàng lớn như vậy, cả một cái siêu thị đến 3.000 sản phẩm như vậy, thì không có lý do gì mà các chị em không kinh doanh online. Chính vì thế là các chị em sẽ tổ chức kinh doanh, tổ chức là khai trương kinh doanh trên nền tảng online cùng với lại là cái người hỗ trợ của mình, hoặc là người mentor hoặc người coach của mình, để các chị em sẽ có một cái buổi khai trương nó long trọng, nó hoành tráng anh chị. Và cái buổi khai trương này nó càng tỉ mỉ bao nhiêu, nó càng chỉnh chu bao nhiêu, thì là cái tỷ lệ thành công nó càng cao bấy nhiêu. Trang lấy ví dụ cho các anh chị em dễ hiểu nha, để các anh chị em có một cái động lực để các anh chị em tổ chức một cái buổi khai trương kinh doanh. Nó rất là quan trọng, nó giúp các anh chị em là có những cái đơn hàng đầu tiên. Khi mà các anh chị em có những cái đơn hàng đầu tiên, các anh chị em cực kỳ năng lượng. Thành ra là Trang rất là chú trọng trong cái việc mà các anh chị em có một cái buổi khai trương kinh doanh để nó bắt đầu một cái sự nghiệp kinh doanh mới. Và các anh chị em sẽ có những cái đơn hàng trong cái ngày khai trương này. Trang chưa hỗ trợ một anh chị em nào khai trương mà không có doanh số trong ngày khai trương. Và từ tất cả là từ cái tệp khách hàng trong cái ngày khai trương đó, nó sẽ mở rộng ra những khách hàng mới. Thành ra là cái bước năm này là các anh chị em là phải làm, các anh chị phải làm thì mới có khách hàng được. Thế Trang lấy ví dụ các anh chị là các chị em tổ chức về nhà mới đó, các chị em không mời người ta đến ăn cỗ, các anh chị, các chị em không tổ chức về nhà mới thì làm sao các anh chị em có cái doanh thu trong cái ngày là các chị em về nhà mới được. Các chị em mà tổ chức đám hỏi, các anh chị đám cưới đó, mà các chị em là không tổ chức, các chị em cứ im ỉm, các chị em đăng ký kết hôn, các chị em về nhà, thì làm sao mà khách hàng người ta biết rằng các chị em là anh này lấy bà này, lần sau là anh này lấy chị này, người ta sẽ không biết. Thành ra các anh chị em kinh doanh, các chị em phải để cho khách hàng biết, để cho những người xung quanh họ biết các anh chị, và nó phải thật hoành tráng anh chị, nó phải xứng tầm các anh chị, và nó phải rầm rộ các anh chị. Thành ra các anh chị em phải có một cái buổi khai trương này, thì khi đó khách hàng người ta mới chú ý đến là cái anh này làm cái gì nhỉ, cái cô này cô làm cái gì đó. Họ sẽ có một sự tò mò đặt câu hỏi trong đầu của họ đó, và họ sẽ chú ý đến các anh chị, và họ sẽ có một cái lý do các anh chị, một cái lý do họ sẽ đến dự một cái buổi khai trương online, và họ sẽ có lý do để họ mua hàng của các anh chị, họ trải nghiệm các anh chị. Và trong cái ngày khai trương đó là họ không thể từ chối được. Các anh chị em có hình dung không ạ? Nếu như một ai đó mời các anh chị đến là dự khai trương cửa hàng của họ, các chị em có dám không đến không ạ? Tất nhiên là không dám rồi các anh chị. Phải đến các anh chị, đúng không ạ? Nể là phải đến. Thành ra khi mà các anh chị em mời họ mở hàng trong ngày khai trương đó, không có lý do gì họ từ chối các anh chị, trừ khi là mối quan hệ đó chưa đủ để làm sao để họ là quyết định. Thành ra chúng ta phải xem xét lại mối quan hệ này. Cho nên là các anh chị em phải có một cái bước năm này nha, để chúng ta có những cái đơn hàng đầu tiên, có động lực đã các anh chị lùi bắt đầu chúng ta là tính tiếp các anh chị. Ok cả nhà, khi mà các anh chị em là làm xong bước năm rồi, là cái bước thứ sáu là các chị em sẽ đăng ký học marketing không đồng. Mỗi một tháng đó là công ty sẽ tổ chức một cái buổi, một cái đợt các anh chị, mỗi một tháng là công ty sẽ tổ chức một cái đợt là học về marketing không đồng. Lobby là cực kỳ là tâm lý các anh chị. Đó, lobby là phải làm sao? Đã tìm tất cả những cái chuyên gia đào tạo về marketing không đồng.
Vậy marketing không đồng là gì các anh chị? Marketing đó là các chị em là được học về marketing mà các chị em không phải bỏ tiền ra, các chị em chi tiền cho quảng cáo mà các chị em là vẫn có thể phát triển được trong cái nền tảng online, được gọi là marketing không đồng. À, nên chúng ta không mất tiền quảng cáo đó các anh chị. Cho nên là các chị em vào đây đã sản phẩm đã không phải nhập rồi. À, đến cái việc mà bán hàng cũng không mất tiền chạy quảng cáo nữa. Có hay không anh chị? Thế là các chị em sẽ được học vào cái khóa học này. Khi mà học khóa học này các chị em trở thành chuyên gia hết anh chị. Chuyên gia quay video, chuyên gia làm dạo, chuyên gia viết content. Rồi là các chị em sẽ biết cách để các anh chị em sao gia tăng được cái tệp khách hàng của mình. Nó rộng hơn, nó nhiều hơn. Thì cái nền tảng sao? Nền tảng là online các anh chị. Đó, các chị em sẽ biết, các chị em dạo biết cách để các chị em sẽ kiếm được khách hàng trên nền tảng online của mình, Facebook, Zalo. Vậy nên là các chị em đừng quá làm sao, đừng quá các chị em là nhanh nản chán các chị. Anh chị em nào mời khách hàng họ không mua cũng đừng có nản các chị. Không mua đơn giản họ chưa đủ tin tưởng. Đó, một thời gian các chị em dạo sẽ được học về marketing không đồng, các chị em sẽ phát triển hơn và khi đó khách hàng người ta cũng đón nhận nhiều hơn. Thành ra ngay từ lúc đầu anh chị nha, các chị em đừng có nản các chị. Cho nên là một số chị em là mới kinh doanh đó là trái tim mong manh dễ vỡ lắm anh chị. Khách hàng từ chối một lần đó, đang nghĩ rằng liệu rằng là mình có hợp kinh doanh hay không, liệu rằng là mình có sinh ra để là bán hàng hay không, có khi nào mình không có duyên bán hàng hay không anh chị. Chưa có một cái người nào đi kinh doanh mà không bị từ chối, trong đó có cả Trang đó. Ai mà bị từ chối càng nhiều đó, người đó càng giỏi kỹ năng và về sau bán hàng càng giỏi và trở thành những người best seller xuất sắc anh chị. Phải từ chối, bị từ chối nhiều lắm mới có được cái kinh nghiệm và có được cái bài học. Thành ra là các chị em mới giúp Trang nha, họ từ chối không sao hết các anh chị, để đó đó lần sau bán tiếp. Và đúng ạ, và Trang cũng bị từ chối rất là nhiều trước khi là có cái kết quả ngày hôm nay. Thành ra các chị em đừng ngần ngại đúng không ạ, cũng đừng bị mà cũng mà đừng dễ vỡ các anh chị đó. Các chị em cứ chăm chỉ học, có kiến thức là có tất cả nha. Rồi các anh chị, tiếp theo các anh chị là đến bước thứ 7 là các chị em là sẽ là học cái kiến thức mà mình đã chọn. Trong ví dụ như là trong 3.000 sản phẩm như vậy thì các chị em sẽ có những cái sự lựa chọn đầu tiên cho bản thân mình. Nó có thể là 3 sản phẩm, có thể là 5 sản phẩm, có thể là 6 sản phẩm. Thì các chị em tập trung học vào những cái sản phẩm để mình lựa chọn trước đã, để các chị em hiểu về sản phẩm, để các chị em có thể là tư vấn được cho khách hàng. Đó, không một cái người khách hàng nào đó người ta thích mua hàng của một cái người gì ạ, một cái người không hiểu về sản phẩm. Bởi vì sao các anh chị? Cái người khách hàng họ rất là thông minh. Và câu nói là phi thương bất phú các anh chị. Nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ rằng, nghĩ trong đầu đó là kinh doanh nó sẽ ra tiền, thì là cả triệu người ngoài kia cũng nghĩ là kinh doanh nó ra tiền các anh chị. Thành ra là một người bán các anh chị, không phải là một người bán mà cả trăm cả vạn người bán. Nhưng mà trăm người bán thì cũng có trăm người mua. Thế nên chúng ta không lo lắng anh chị. Đó, nghĩa là khách hàng họ sẽ có sự lựa chọn. Họ chi một đồng tiền ra nó, họ cần cái sự làm sao, cái đảm bảo chắc chắn. Họ cần cái sự sao, họ cần cái sự là tin tưởng anh chị. Thành ra họ có cái sự lựa chọn của mình. Họ không thể vì họ quen các anh chị mà họ tìm đến các anh chị, trong khi các anh chị em dạo không đáp ứng được cái điều kiện mà họ mong muốn. Trước khi mà các anh chị em muốn bán hàng tốt đó, các chị em hãy đặt địa vị mình làm cái người mua hàng, mà phải làm cái người mua hàng khó tính nhất các anh chị em nha. Mình phải đặt địa vị làm mình một cái người mua hàng khó tính nhất. Đó, thì một cái người mua hàng đó, người ta cần cái gì từ cái người bán hàng? Người ta cần về cái dịch vụ các anh chị, dịch vụ chăm sóc, dịch vụ là đóng gói, vận chuyển, dịch vụ bảo hành. Thì cái này là lúc đi có các anh chị làm rồi nha. Còn cái việc chăm sóc là các chị em sẽ chăm sóc cho họ một các anh chị. Và người ta cần là không phải là cần một cái người bán hàng, mà người ta cần một cái người chuyên gia bán hàng anh chị. Và một cái mà các chị em phải hình dung cho mình là các chị phải có cái định vị ngay từ đầu, để các chị em là định vị đúng không? Cái định vị nó quyết định cái địa vị. Thế là các chị em phải có định vị nha. Một cái người bán hàng là các chị là nhiệm vụ của họ là gì ạ? Đăng bài, tư vấn và chốt đơn, gọi là bán hàng. Một cái người chuyên gia bán hàng là các chị, đó là người ta sao ạ? Người ta có một cái tầm chuyên gia, là người ta hiểu rất rõ về cái sản phẩm của họ, và người ta hiểu khách hàng đang cần cái gì, và người ta giải quyết được cái nỗi đau của khách hàng, cái mong muốn của khách hàng. Chính vì thế các chị em phải định vị rằng là mình là một cái người tầm chuyên gia.
Thành ra nó là cái bước đầu tiên đó các chị, là chúng ta phải nắm trong tay là mình phải hiểu sản phẩm đã. Trước khi là mình tư vấn khách hàng đó, mình phải biết sản phẩm của mình để mình sợ để các chị em đỡ bị fill anh chị, đỡ bị fill đó, cái chúng ta phải hiểu sản phẩm. Thế là các chị em là hãy lựa chọn cho mình vài sản phẩm đầu tiên để các chị em tập bán này, học kiến thức sản phẩm để các chị em tư vấn bán hàng. Tiếp theo các anh chị là bước thứ 8. Bước thứ 8 các anh chị là các chị em phải học cho Trang tất cả những kỹ năng nền tảng trong sale bán hàng. Thực sự là Trang nhấn mạnh rất là kỹ cho anh chị là các chị em học cho Trang tất cả những kỹ năng nền tảng trong bán hàng. Khi mà các anh chị em giỏi kỹ năng rồi, Trang đảm bảo rằng các chị em là chiến bất bại anh chị. Nghĩa là các chị em có thể bán bất cứ cái sản phẩm nào, từ là rẻ tiền đến cao tiền, từ khách hàng khó tính đến dễ tính anh chị, là các chị em đều bán được hết anh chị. Khách hàng sẽ không có cơ hội để từ chối anh chị. Thành ra Trang nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là anh chị là phải học giỏi kỹ năng trong sale bán hàng. Và cái những kỹ năng này đó là nó có trong các buổi học và nó có trên YouTube rồi. Thì là nếu như mà các chị em chưa có kinh nghiệm để lựa chọn Zoom học hay là cái YouTube học, thì các chị em hay nói với người hỗ trợ của mình đó là em cần những kỹ năng này, là chị có thể là tìm kiếm cho em những cái đoạn YouTube về những kỹ năng này để em học. Như Trang là các chị là Trang đã sưu tầm ra những cái YouTube nào mà nó hiệu quả nhất trong những cái là kỹ năng về sale này, là Trang cho vào kho tài liệu của Trang, và người mới vô đó các chị là Trang đưa cho họ học. Thì bao gồm là kỹ năng tiếp cận khách hàng, tiếp cận khách hàng cũng phải có kỹ năng làm sao cho nó phải nhẹ nhàng các chị đó, để khách hàng người ta không bị áp lực. Làm sao các chị, tiếp theo là các chị em phải có một cái kỹ năng là tư vấn các chị. Khi mà tiếp cận khách hàng rồi thì chúng ta phải có một kỹ năng tư vấn, tất cả nó phải có kỹ năng các anh chị nha. Tiếp theo nữa các chị là khi mà tư vấn xong rồi các chị em phải có một cái kỹ năng, nó kỹ năng xử lý từ chối, bởi vì khách hàng người ta có quyền từ chối, vì chính các anh chị em cũng có quyền từ chối người khác, thì là người khác cũng có quyền từ chối các anh chị em. Thế là các chị em phải có kỹ năng về xử lý từ chối trong bán hàng. Rồi là khi mà các chị em xử lý từ chối trong bán hàng được rồi, các chị em chốt sale được rồi, khách hàng mua hàng rồi, thì làm sao các chị em phải biến cái người khách hàng này thành cái người khách hàng trung thành của mình sau này, để họ không những là mua một món hàng của các anh chị mà người ta mua cả 3.000 sản phẩm của anh chị. Nghĩa làm sao người ta mua tất cả những sản phẩm đó, nó tạo ra một cái doanh thu bền vững cho các anh chị từ tháng này sang tháng khác, từ năm này là năm khác. Đó là kỹ năng chăm sóc khách hàng, và các chị em phải giỏi kỹ năng chăm sóc khách hàng. Khi mà các chị em bán được những cái đơn hàng đầu tiên đó các anh chị, các chị em không giỏi kỹ năng chăm sóc khách hàng người ta một đi không quay trở lại, các chị em hoàn toàn không tìm ra lý do tại sao mà họ không quay trở lại. Rồi các chị em đặt rất nhiều câu hỏi, có khi nào sản phẩm chất lượng không tốt không, có khi nào dịch vụ không tốt không, có khi nào sản phẩm giá cao không, nhưng các chị em hoàn toàn không chăm sóc tốt họ. Bởi vì nếu như mà các chị em chăm sóc tốt họ đó, các chị em sẽ biết lý do tại sao họ không lựa chọn mình. Là khi mà các chị em sao chọn sản phẩm đúng cho họ này, sản phẩm có dạng sản phẩm chất lượng tốt này, đồ là lốp bi là đã lo cái việc hậu cần rồi, đóng gói vận chuyển rất là kỹ càng rồi, mà các chị em chăm sóc tốt nữa thì không có lý do gì họ rời các anh chị, không có lý do gì họ rời các anh chị. Thành ra là khi mà các anh chị em là bán được hàng rồi, phải có kỹ năng chăm sóc khách hàng thật tốt các anh chị, để khách hàng họ thấy rằng anh chị là đây là cái sự lựa chọn đúng đắn nhất của các anh chị. Dù mà các anh chị em mới đó, chưa biết gì đó, mới kinh doanh được 1-2 tuần rồi là 1-2 tháng, nhưng mà các anh chị em không khác gì một cái người chuyên gia. Các chị em chăm sóc khách hàng thật tốt các anh chị, nên là đây là một kỹ năng chăm sóc nha, các chị em phải học cùng Trang. Tiếp theo các anh chị đó là khi mà các chị em chăm sóc tốt rồi, là các chị em sẽ có một cái kỹ học một kỹ năng là kỹ năng upsell, nghĩa là từ một cái người khách hàng đó họ trải nghiệm một cái sản phẩm đó, là các chị em phải có một kỹ năng để các chị em upsell những cái sản phẩm khác trên cái kệ hàng của Lobby. Hầu hết là Trang thấy là một số anh là nhiều là phần lớn các anh chị là 90% các anh chị em mới đó, khi vào đó là đơn hàng lèo tèo vài chục vài trăm, đến lúc là 1 tháng sau 2 tháng sau đơn hàng 1 triệu 2 triệu rồi 3 triệu, nghĩa là họ đang chăm sóc tốt và họ đang upsell cái người khách hàng đó, từ một cái đơn hàng lần đầu tiên họ mua có 200-300 thôi đó, đến 1 tháng sau 2 tháng sau nó trở thành cái đơn hàng hơn 1 triệu rồi hơn 2 triệu, nghĩa là khách hàng họ mua nhiều món hàng trên kệ hàng của Lobby, bởi vì họ ưng ý tất cả những cái món hàng đó. Đó là gọi là kỹ năng là chăm sóc và kỹ năng upsell. Các
Các chị em hình dung ạ. Nên các anh chị em đặt câu hỏi là các chị em có 20 khách hàng đến 30 khách hàng trung thành mà họ cứ mua đi mua lại từ tháng này sang tháng khác. Rồi sao các anh chị họ upsell liên tục những cái sản phẩm trên kệ hàng, bởi vì cái gì nó cũng có đó. Thì các chị em cứ đặt câu hỏi là 30 khách hàng như vậy cái doanh số lớn mức độ nào rồi. Trang đảm bảo rằng nó cực kỳ lớn cho anh chị. Đó, thế là các chị em phải giỏi kỹ năng về chăm sóc khách hàng và kỹ năng upsell các anh chị nha. Rồi các anh chị, tiếp theo là kỹ năng cuối cùng là kỹ năng về bán hàng đường thẳng. Cái này Trang vẫn hơi lỗ một chút, là kỹ năng về bán hàng đường thẳng các anh chị. Là các chị em là có một số những cái YouTube đó các anh chị về kỹ năng bán hàng đường thẳng. Thì các chị em hãy đem về các chị em học các anh chị em nha. Khi mà các chị em giỏi kỹ năng bán hàng đường thẳng rồi, các anh chị em là bán cái gì cũng được. Bản thân Trang là Trang cũng áp dụng về kỹ năng là bán hàng đường thẳng trong bán hàng và trong tuyển đối tác anh chị, nó rất là hiệu quả. Thế là các chị em tìm ngay cái YouTube này về học. Tính ra tất cả nó có vài cái YouTube thôi anh chị, thì các chị cứ học là từ từ đó, học từ từ để làm sao khi mà có vũ khí trong tay rồi đó là khách hàng từ chối là bỏ la xem lại ôn lại anh chị, tại sao anh lại từ chối tôi à, tại sao chị lại từ chối tôi trong khi đó là sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, tôi chăm sóc tốt. Thế là các chị em phải đặt ra câu hỏi trong đầu và mang ngay cái làm sao cái vũ khí của mình ra các chị em là xem lại, áp dụng luôn, tìm ra cái lý do tại sao lại bị từ chối. Ok vậy nha. Thế là các chị em phải có tất cả những cái kỹ năng và kiến thức này để các anh chị em học nha. Thì là không biết là Trang chia sẻ các chị em nghe có rõ không anh chị? Các chị em nghe có rõ không anh chị? Rồi, cả nhà. À, sản phẩm có rồi, à, chúng ta phải cần có kiến thức anh chị. Trước đây khi mà Trang kinh doanh công nghệ là Trang luôn mang tư thế là mình là một người đi kinh doanh. Đi kinh doanh là phải có kiến thức. Thành ra là Trang kinh doanh bên ngoài là ngoài cái việc Trang bỏ vốn ra đó là Trang phải dành ra một số tiền để Trang kinh doanh, Trang đi học các anh chị. Và Trang phải dành ra tiền để Trang đi học và những cái khóa học đắt tiền để Trang có kiến thức. Thành ra là chúng ta phải xác định các anh chị em nha. Kinh doanh nó là lâu dài các anh chị. Một người chúng ta là không thể dựa vào 1-2 nguồn thu nhập được, nó phải có ít nhất là 2-3, và thậm chí là Trang cũng vậy anh chị, là không thể dựa vào một nguồn được, nó phải có 2-3 nguồn đó. Quan trọng làm sao chúng ta có đòn bẩy để chúng ta hỗ trợ thực tăng anh chị. Thế là các chị em phải nghĩ rằng kinh doanh lâu dài, không phải ngày 1-2, cho nên là không được nản chí anh chị, phải trau dồi kiến thức. Các chị em là đi làm giáo viên đó, là muốn có được 8 triệu tiền lương thì cũng phải đi học mất 4 năm. Thế nên chúng ta cũng phải có 1-2 tháng này chúng ta làm sao chúng ta mài giũa kiến thức của mình. À, ok cả nhà nha. Các chị em phải nhớ rõ cái lịch học này nha. Rồi các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ quay lại là cái chủ đề chính các anh chị là lựa chọn sản phẩm kinh doanh. Thì các chị em nghe thật kỹ dùng Trang nha. À, lựa chọn sản phẩm kinh doanh. Như ta nói ngay ban đầu các anh chị là chúng ta có 3.000 sản phẩm các anh chị. À, thấy là cái chị này bán cái sản phẩm này được, các chị em cũng muốn bán. Tôi thấy anh này bán sản phẩm này ok, các chị em cũng muốn bán. Thành ra là cái team của các anh chị đó là có tới 300 người thì có 300 sản phẩm các chị em cũng đều muốn bán. Tuy nhiên làm sao các chị em đặt câu hỏi rằng cái sản phẩm đó nó có thể hợp với họ, nó phù hợp với tệp khách hàng của họ, nhưng chưa chắc nó hợp với các anh chị. Thành ra các chị em cũng phải có sản phẩm cho riêng mình, phải có chiến lược cho riêng mình. À, chính vì thế các chị em phải có sao? Phải có những cái là cái tư duy các anh chị để chúng ta lựa chọn sản phẩm. Rồi cả nhà, nói về lựa chọn sản phẩm kinh doanh, chúng ta phải có một cái tư duy lựa chọn sản phẩm kinh doanh. Khi mà cái tư duy đó, nó sẽ dẫn đến cái suy nghĩ các anh chị, rồi sẽ dẫn đến cái hành động, rồi đến dạng chúng ta lựa chọn các anh chị. Thế nên chúng ta phải có cái tư duy chúng ta mới có thể là suy nghĩ và hành động được. Ok cả nhà. Thì để mà các chị em có thể là lựa chọn một cái những cái sản phẩm kinh doanh đó, nó phù hợp với mình, nghĩa là nó phù hợp với này, không những phù hợp với mình mà nó phù hợp với lại cái thị trường anh chị. Thì đầu tiên là những cái yếu tố sau đây các anh chị. Đầu tiên đó là cái thị trường nó phải lớn. Các chị em này hãy lựa chọn trong 3.000 sản phẩm như vậy, những cái sản phẩm nó có thị trường lớn anh chị. Thị trường lớn là cái volume khách hàng lớn đó, nghĩa là các chị em la khỏi cửa cũng thấy khách hàng, chạm đâu cũng thấy khách hàng. Bởi vì sao? Nó đúng cái nhu cầu của họ, thị trường rất là lớn. Thành ra khi mà các chị em bán những cái sản phẩm là có cái thị trường lớn, volume lớn, các chị em là vượt 10 khách, không được 10 cũng được 8 khách anh chị. Nghĩa là đâu đâu cũng thấy nhu cầu của họ.
Cái thứ hai đó các anh chị là sản phẩm mà các anh chị em lựa chọn là sản phẩm chiến lược cho mình đó, nó phải là một cái sản phẩm tái tiêu dùng. Tái tiêu dùng ở đây làm sao các anh chị? Là khách hàng người ta sẽ mua đi mua lại, mua đi mua lại. Người ta hết người ta lại mua, người ta hết người ta lại mua. Đó thì mới xứng đáng là cái sản phẩm đó là các chị em lựa chọn làm cái chiến lược cho mình. Nó là cái ưu thế của mình. Cho nên đầu tiên nó là thị trường nó phải lớn. Đó, nó phải làm cái sản phẩm tái tiêu dùng các chị, là người ta có khả năng mua xong người ta lại hết. Đó, tháng sau hết tiền người ta bỏ không sao hết, tháng thứ hai lại mua lại. Nó gọi là tái tiêu dùng các chị. Tiếp theo các chị em là lựa chọn sản phẩm kinh doanh nó phải phù hợp vào dạng cái sở thích và cái thế mạnh của bản thân mình. Cái này rất là quan trọng các chị. Một sản phẩm máy lọc nước đó nó có thể phù hợp với lại cái người anh A nhưng nó không phù hợp với các anh chị đó, ví dụ như vậy. Cái này ví dụ như là một số anh chị em phụ nữ đó, một số chị em phụ nữ đó là hầu hết là bán sản phẩm này 80% là bán sản phẩm là về mẹ và bé, về mỹ phẩm, về sức khỏe. Và những anh chị anh nam thì sao ạ, là bán những cái sản phẩm về máy lọc nước, về tiện ích và về sức khỏe, nghĩa là nó phải phù hợp với bản thân mình và cái thế mạnh của bản thân mình. Ok vậy nha. Cái thứ hai nữa các anh chị là ví dụ các anh chị ta ví dụ một cái ví dụ cụ thể nha. Ví dụ như là một cái người mẹ bỉm sữa đó, đang nuôi con đó, thì một cái người mẹ bỉm sữa mà đi bán mỹ phẩm của anh chị nó lại không phù hợp các anh chị. Bởi vì cái thời gian mà các anh chị em ngồi bôi chát hoặc không có thì lấy gì mà các chị em có thể bán được mỹ phẩm. Khi mà các chị em bán những cái dòng sản phẩm đó là khách hàng người ta không tin tưởng các anh chị, không tin tưởng, thành ra cái thời điểm bây giờ nó là bắt đầu đó, nó không hợp với các anh chị. Có thể là sau đó 5, 6 tháng, 7, 8 tháng là các chị em có thể bán được mỹ phẩm tốt. Nhưng bây giờ nó không phù hợp với các anh chị. Thế là các chị em sẽ thừa lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp hơn. Ví dụ như là một số là mẹ bỉm sữa đang chăm con nhỏ chẳng hạn. Thì hay dựa vào cái thế mạnh của mình là mình đang nội trợ vào bếp núc và mình làm việc mình đang chăm con nhỏ. Thế là các chị em có thể là lựa chọn những cái dòng sản phẩm liên quan đến mẹ và bé. Nó cực kỳ phù hợp với các anh chị. Liên quan đến mẹ và bé này, nó liên quan như nồi chiên không dầu này, một số những sản phẩm liên quan đến nhà bếp này, một số những sản phẩm liên quan đến là mẹ và bé, hay là những sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nó lại là phù hợp với anh chị. Cho nên là các chị em phải biết làm sao là mình lựa chọn ngành hàng nó phải phù hợp với mình. Ok không cả nhà. Tiếp theo nữa các anh chị, sang đến một cái ví dụ thứ hai nha các anh chị em nha. Một cái ví dụ cụ thể như là một cái chẳng có một đối tác trong team của Trang. Chị đó là một cái người là kinh doanh là lau sạch ở bên ngoài, là lau sạch hữu cơ anh chị, và chị là một cái người rất là thích tập yoga. Thì Trang sẽ lựa chọn khi mà Trang gặp một cái đối tác nào đó mới đó thì Trang hay khai thác họ anh chị là chị đang làm cái nghề gì, hiện tại chị có con nhỏ hay không, năm nay chị đã bao tuổi, chị đang làm công việc gì, rồi chị có đang đi làm hay không, rồi chị là nghĩa Trang khai thác tất cả những cái xung quanh họ để Trang biết rằng là cái gì nó phù hợp với họ. Thì khi mà Trang khai thác một đối tác là chị đó là đang kinh doanh rau sạch đúng không ạ, rau sạch hữu cơ bên ngoài, rồi chị đó là đang là một cái người là rất thích tập yoga và mê yoga, và Trang qua quá trình mà Trang tiếp xúc mà Trang biết rằng cái chị này nó sẽ hợp với cái dòng sức khỏe anh chị, và ngay từ đầu là Trang đã lựa chọn nó chị cái dòng sức khỏe rồi. Và khi mà Trang lựa chọn là chị đó là đúng, gọi là đúng ngành hàng và đúng sản phẩm luôn, đó là chị làm trở thành một cái người bestseller về Satika, và chị bán về sản phẩm về sâm Kada cực kỳ tốt, và chị bán những cái sản phẩm liên quan đến gì ạ, liên quan đến về cái sắc đẹp anh chị, ví dụ là sản phẩm là bổ sung cho sức khỏe, bởi vì là dạ chị đang là người tập yoga. Thành ra khi mà chị lựa chọn những cái sản phẩm nó hợp như vậy đó là chị là rất là đi đi rất là nhanh anh chị, đi rất là nhanh. Thế là các chị em có hình dung không? Ý Trang nói không ạ, nên các chị em phải lựa chọn sản phẩm đó nó phải phù hợp với bản thân mình và mình đang làm cái gì, những cái yếu tố xung quanh mình đấy các chị. Rồi cả nhà. Tiếp theo nữa đó là một cho nên ví dụ khác nha. Một số các anh chị em làm văn phòng chẳng hạn, thì một số anh chị em làm văn phòng thì là các chị em là ngồi trong điều hòa là nhiều, hầu hết là các chị em rất chú trọng đến hình thức. Thế là một số anh chị em văn phòng là các chị thì cái tệp khách hàng của các chị nó sẽ liên quan đến mỹ phẩm rất là nhiều và một số sản phẩm giảm cân các anh chị, bởi vì các chị em có cơ hội để dạng để trưng diện làm đẹp, thành ra nó rất là phù hợp khi mà các chị em bán những cái dòng sản phẩm liên quan đến sức khỏe, liên quan đến là ngoại hình, liên quan đến dạng mỹ phẩm các anh chị, nó lại rất là hiệu quả luôn các anh chị. Cho nên các chị em phải biết rằng là mình làm sao cái gì nó phù hợp với mình. Ok không cả nhà. Tiếp theo nữa một ví dụ thứ ba các chị em nha.
Sang ví dụ như là một số anh chị anh nam đó anh chị một số anh nam thì là anh ấy là rất hợp với những cái dòng sản phẩm như là thế giới lọc nước anh chị và những cái dòng tiện ích hay một số những cái dòng sản phẩm liên quan đến sức khỏe đó. Thì là khi mà các anh chị em mà lựa chọn sức khỏe trong đó có sâm Canada anh chị, sâm Canada rất là phù hợp, hay một số sản phẩm liên quan đến sinh lý đó, anh chị hỗ trợ sinh lý nam nó rất là phù hợp với lại các anh nam. Cho nên là mà khi mà các anh chị em lựa chọn một số những cái dòng phù hợp, những cái dòng sản phẩm đó nó phù hợp với bản thân mình rồi thì các chị em phát triển rất là mạnh. Một số anh nam đã có thể bán sâm này, cái sản phẩm sâm Canada nó là sản phẩm nó có thể bán cho tất cả mọi người, ai cũng cần đến. Rồi những sản phẩm liên quan đến sinh lý nam của sâm đó của Canada nó rất là hiệu quả các anh chị đó. Rồi dòng máy lọc nước, dòng tiện ích, cho nên là các chị em lựa chọn sản phẩm đó nó phải phù hợp vào cái thế mạnh của mình nha. Các chị em hình dung là cái ý thứ hai này không anh chị, hình dung là ý thứ hai không ạ? À? Đó rồi cả nhà, tiếp theo anh chị là cái yếu tố thứ ba. Khi mà các chị em lựa chọn sản phẩm kinh doanh là các chị em phải cho Trang bốn cái gạch đầu dòng, cho Trang bốn cái gạch đầu dòng thì các chị em mới lựa chọn được sản phẩm, nghĩa là nó phải phù hợp với bốn cái yếu tố này: thị trường lớn, sản phẩm tái tiêu dùng, sở thích, thế mạnh bản thân, nhu cầu thứ ba là nhu cầu tệp khách hàng xung quanh, là nhu cầu tệp khách hàng xung quanh các chị. Nghĩa là các chị em bán sản phẩm thì các chị em phải bán cái mà khách hàng cần, không thể bán cái mà khách hàng có, và không phải là bán cái mà mình thích không là được anh chị. Nó phải một cái người đi kinh doanh phải liên quan đến cái yếu tố khách quan anh chị, không thể là dùng cái cảm xúc cá nhân để chi phối cái sản phẩm kinh doanh được. Không phải là vì mà chị thích mỹ phẩm mà chị bán mỹ phẩm trong khi chị đang đầu bù tóc số chị nuôi ba con được anh chị. Thế là các anh chị em là không thể là phụ thuộc vào một cái yếu tố là mình thích được, thế là nó phải phụ thuộc vào cái nhu cầu cái tệp khách hàng xung quanh của mình. Các chị em có hình dung không ạ? Ví dụ như là những cái bạn trẻ đó các anh chị, năm nay 32, 34 tuổi đó các anh chị. Đó thì các bạn đó đó là cái tệp khách hàng xung quanh đó, là chủ yếu nhất cái người trẻ. Không thể nào một cái người 23, 24 tuổi lại chơi với những cái người là lớn tuổi được các anh chị. Họ không những là không chơi được mà nó không phù hợp các anh chị. Thành ra là những cái người các bạn trẻ đó, đó thì là các bạn đó là bán mỹ phẩm là cực kỳ hợp các anh chị. Bán mỹ phẩm, tư vấn mỹ phẩm cực kỳ hợp. Nhưng mà để mà các bạn trẻ mà bán những cái sản phẩm liên quan đến thực phẩm chức năng đó, các bạn lại không yêu thích. Không yêu thích. Các bạn ấy chỉ bán những cái sản phẩm liên quan đến là làm đẹp này, vóc dáng này, giảm cân này, rồi là mỹ phẩm này, nó lại rất là phù hợp với các bạn. Đó, thành ra là các chị em là phải phụ thuộc vào cái tệp khách hàng xung quanh mình. Rồi tiếp theo các anh chị, những cái cô mà ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi các anh chị lại bán những cái sản phẩm mỹ phẩm mà các chị nó lại không hiệu quả bằng những sản phẩm sức khỏe, bởi vì là những cái tệp khách hàng xung quanh nó chủ yếu là những cái người lớn tuổi, là những cái người người ta có gia đình rồi, người ta ổn định về thu nhập rồi, người ta có một con hai con rồi, và người ta đến một cái giai đoạn người ta là không hy sinh quá nhiều về con nữa, mà người ta sẽ tập trung vào cái sức khỏe cho bản thân mình hơn. Là khi nhận ra là cơ thể mình lão hóa, làn da mình lão hóa, rồi sức khỏe của mình đi xuống, đó là những cái tệp khách hàng xung quanh họ ý thức được rằng đây là lúc họ cần chăm sóc sức khỏe cho họ. Thì những cái cô lớn tuổi các anh chị đó, hay những cái chị ba mấy tuổi đó các anh chị đó, là khi đó là họ sẽ làm sao có những cái tệp khách hàng tầm tầm tuổi đó, và người ta làm sao là có những cái tệp khách hàng người ta cần những cái nhu cầu đó, thì những cái độ tuổi đó đó sẽ phù hợp bán những cái dòng sản phẩm như là mỹ phẩm. Mỹ phẩm sẽ bán những cái dòng như là lão hóa các anh chị, khi đó là cái độ tuổi đó là cần lão hóa nhiều hơn là make up. Thành ra là cũng làm mỹ phẩm đó, nhưng mà phải là sản phẩm về chống lão hóa và chăm sóc độ tuổi lão hóa. Các em hình dung không ạ? Chứ không phải là make up nữa rồi. Tiếp theo nữa các anh chị là cũng là về sức khỏe các anh chị, thì là những cái đối tượng đó đó là sẽ bán những cái sản phẩm về sức khỏe và dinh dưỡng nhiều các anh chị. Bán sức khỏe và dinh dưỡng nhiều. Thành ra là lựa chọn sản phẩm nó phù hợp với những dạng cái tệp khách hàng xung quanh của mình. Yếu tố thứ tư các anh chị là các chị em là xác định sản phẩm đó nó phải là cái sản phẩm các chị em kinh doanh lâu dài. Không thể là ngày hôm nay mình lựa chọn rồi là mình đi học hết hơi xong mình bán một thời gian xong mình bỏ được anh chị đó. Nên là mình phải lựa chọn sản phẩm lúc đầu đó, nó cũng phải có một số những cái sản phẩm chủ lực. Chủ lực là gì anh chị? Là cái doanh số đó, sản phẩm đó trên cái hệ thống Lucky đó nó đang lớn, nó được hỗ trợ nhiều cái yếu tố, ví dụ như nhà cung cấp spot hỗ trợ, cái doanh số nó lớn đó, nghĩa là khách hàng người ta mua nhiều,
Và đây là sản phẩm là chiến lược của mình đó, thì các chị em lựa chọn đó, nó phải làm sao, nó phải là các chị em phải xác định được cái tệp khách hàng mình hướng tới sau này. Các chị, nó không phải là hướng tới trong tháng này mà nó hướng tới trong sau này, tháng thứ hai, tháng thứ ba, là một năm, một năm, hai năm, ba, các chị, nên là phải hướng tới cái tệp khách hàng này chính là cái người chi tiền. Các chị, các chị em có biết không ạ, mình đang hướng tới khách hàng là một cái người chi tiền, cũng là một cái sản phẩm về máy lọc nước, nhưng mà ít khi anh nam hoặc anh mua đâu anh chị, còn chị em mua thôi. Bởi vì sao các chị, cái người phụ nữ là người chi tiền, cũng là sản phẩm liên đến sức khỏe anh chị, nhưng mà không phải là cái người đàn ông chi tiền, mà cái người chi tiền là cái người phụ nữ, họ mua sản phẩm sức khỏe cho cả cái gia đình của họ. Thành ra các chị em ạ, xác định cái tệp khách hàng hướng tới đó, nhưng phải là cái người chi tiền. Nghĩa là các chị em biết rằng là các chị em ngoài những cái tệp khách hàng xung quanh mình biết họ rồi, các chị em sẽ hướng tới một cái nền tảng online mà các chị em học về marketing không đồng. Thì các chị em biết là đó, cái cửa hàng của mình đó, mình xây dựng ra, mình đang bán sản phẩm về sức khỏe hay là bán những sản phẩm về mỹ phẩm, thì cái tệp khách hàng của mình họ cần đến mình cũng là liên quan đến sức khỏe, là mỹ phẩm, đúng không ạ? Họ mò đến cửa hàng của mình là họ biết là cái người này đang bán sức khỏe, người này đang bán mỹ phẩm. Thế là các chị em phải hướng tới một cái tệp khách hàng chi tiền là những người chị em phụ nữ đó, và các chị em kết bạn với họ, các chị em sao làm sao để tạo ra, lọc ra một cái tệp khách hàng cho riêng mình, họ đến cửa hàng của mình đúng mục đích anh chị. Thế là cái tệp khách hàng hướng tới là cái người chi tiền đó, các chị em hướng tới họ là ai? Ví dụ như là các chị em là bán về mỹ phẩm đúng không ạ, thì cái tệp khách hàng của các chị phải là cái người có tiền thì nó mới chi tiền la để mà mua mỹ phẩm được. Thế là cái tệp của các anh chị đó phải là những cái bạn từ ít nhất từ 2 năm tuổi trở lên, là những người có công ăn việc làm ổn định mới có khả năng chi trẻ cho cái số tiền họ bỏ ra mua hàng. Thế là các chị em phải hướng tới cái tệp khách hàng như vậy để các chị em chọn sản phẩm đó, các chị em có quyền lựa chọn mà, do quyền lựa chọn đó, chúng ta mua hàng, chúng ta bán hàng có quyền lựa chọn phải có người có khả năng chi trả anh chị. Rồi các chị em bán những cái sản phẩm về sức khỏe, về dinh dưỡng đó, thì cái độ tuổi đó mà chú ý đến sức khỏe dinh dưỡng nhiều nó từ 33 tuổi trở lên. Trang để ý các chị nhá, là hầu hết là từ 32 tuổi đến 33 tuổi trở lên. Thì tại sao chúng ta lại xác định được? Chúng ta nhìn họ các chị, nhìn họ qua profile của họ đó, nhìn qua background anh chị. Mình lượt qua một vòng là mình biết là cái người này tầm tuổi bao nhiêu rồi, không phải là trẻ trâu rồi anh chị. Thế nên các chị em phải xác định là cái tệp khách hàng của mình hướng tới không những là tệp khách hàng xung quanh mà trên nền tảng online, và là những người chi tiền, độ tuổi tầm bao nhiêu, và mình sẽ hướng tới những cái sản phẩm này, mình không những mình bán cho người xung quanh mà mình bán trên nền tảng online nữa. Thế nên các chị em phải xác định đó là lựa chọn sản phẩm, nó phải kinh doanh lâu dài các anh chị, phải kinh doanh lâu dài nha. Rồi cả nhà, tiếp theo anh chị thì nè, các chị em sẽ lựa chọn cho mình đó. Chẳng hạn ví dụ đó là các chị em là một cái người mới thì các chị em đừng ham quá nhiều sản phẩm. Các chị em hãy lựa chọn cho mình tầm 5 sản phẩm, 3 đến 5 sản phẩm ban đầu để các chị em tập bán hàng trước. Thì khi mà các chị em mà chọn cho mình tầm 5 sản phẩm, các chị em học cho Trang đúng 5 sản phẩm đó Trang. Dù hai ngành hàng mà chọn 5 cũng được không sao hết anh chị. Rồi 3 ngành hàng chọn 5 cũng được không sao hết. Các chị em hãy lựa chọn cho mình tầm 5 sản phẩm anh chị nha. 3 đến 5 sản phẩm, 3 thì hơi ít, nhưng mà Trang hay cho đối tác của Trang chọn 5 sản phẩm anh chị, 5 đến 6 sản phẩm đó. Thì các chị em đi học đúng 5 đến 6 sản phẩm đó. Thì 5 đến 6 cái YouTube là các chị em hiểu rõ cái sản phẩm đó là cái gì rồi, và các chị em là hiểu được cái sản phẩm rồi. Ở khi đó các chị em học cái kỹ năng bán hàng. Khi mà các chị em giỏi kỹ năng bán hàng, các chị em là học 5 đến 6 sản phẩm như vậy, các chị em tập bán hàng quen rồi, xử lý từ chối quen rồi, thì sau đó các chị em bán bất cứ sản phẩm nào cũng được. Các chị em không mất thời gian cho cái việc đi học nữa. Thành ra ngay từ đầu các chị em đừng vội vàng, hãy lựa chọn cho mình tầm 5 đến 6 sản phẩm chiến lược của mình. Nhu cầu nó phải lớn, thị trường nó phải lớn, đúng tệp khách hàng của mình, đúng cái mong muốn của mình hướng tới, nó phải chiến lược anh chị. Và giúp Trang đã học 6 cái sản phẩm đó, 5 sản phẩm đó thật kỹ cho Trang. Rồi các chị em học cho Trang những kỹ năng tiếp cận khách hàng, kỹ năng xử chối đó, xử lý từ chối, tất cả kỹ năng đó học hết cho Trang. Và sau đó các chị em bắt đầu đi bán hàng. Khi mà các chị em bán hàng một thời gian rồi, các chị em là nhuần nhuyễn những cái sản phẩm đó rồi, các chị em giỏi kỹ năng rồi, các chị em có thể từ những cái sản phẩm đó upsell tất cả những cái sản phẩm khác và bán những cái đơn hàng giá trị cao hơn. Thành ra các chị em không cần phải lo lắng nha, đừng có vội vàng anh chị. Chọn cho Trang đúng 5 đến 6 sản phẩm thôi anh chị. Chiến lược anh chị, đúng nhu cầu. Người này không mua cái này muốn khác, phải có những cái sản phẩm như vậy.
Thì là những cái sản phẩm đó đó, nó sẽ bao gồm những cái sản phẩm phễu và những cái sản phẩm chiến lược. Thì là thế nào được gọi là sản phẩm phễu? Sản phẩm phễu đó là các chị em hình dung ạ, là chúng ta kinh doanh hay làm bất cứ cái gì nó phải có cái phễu. Các chị em có biết là bên ngoài người ta có những khóa học không? Người ta cũng đi theo cái mô hình phễu các anh chị, là có những khóa học đó, là người ta làm những cái YouTube hay những cái khóa học miễn phí. Các chị em hay hình dung là có những khóa học miễn phí đó. Đó, nó là một cái dạng phễu các anh chị. Nó là một cái mồi câu. Nó là một cái mồi câu, nó một cái dạng phễu. Đó là người ta đào tạo miễn phí nhưng rất là hiệu quả. Đến khi mà các chị em lọt vào cái phễu đó rồi, các chị em thấy rằng à, cái người này đào tạo rất là tốt này. Đó, rất là các chị em là đạt được rất nhiều cái giá trị. Và từ cái phễu đó đó là những khóa học tiếp theo là mất tiền. Thực ra đây nó không phải là chiêu trò, mà nó không phải là cái gì xấu anh chị, mà nó là một cái hình thức marketing anh chị. Cho nên các chị em hình dung là cái phễu là như vậy đó. Thế là chúng ta kinh doanh cũng phải có một cái chiến lược phễu anh chị. Và các chị em sẽ có những cái sản phẩm phễu để thu hút cái tệp khách hàng của mình. Sau đó các chị em mới có những cái sản phẩm chiến lược đó để các chị em kinh doanh. Ví dụ như là trong 6 sản phẩm đó đó, nó sẽ có tới 2 đến 3 sản phẩm phễu để thu hút khách hàng. Và còn lại nó sẽ có những cái sản phẩm chiến lược mà các anh chị em lựa chọn đó, trong cái tệp 5 đến 6 sản phẩm lúc đầu các anh chị em chọn. Thì là vậy thì là cái sản phẩm phễu là gì? Thì các chị em phải định nghĩa cái sản phẩm phễu là gì đó, để làm sao là thu hút khách hàng. Ngay từ cái lần đầu đó là khách hàng họ mua hàng của các anh chị là hầu hết là họ mang một cái tâm thái là tôi trải nghiệm sản phẩm đã, sản phẩm ok, dịch vụ ok, các chị em chăm sóc tôi tốt tôi mới mua lần thứ hai. Thành ra ngay từ đầu đó mà họ mua một cái sản phẩm phễu nó hiệu quả, nó là một cái làm sao một cái ấn tượng đầu tiên, không làm sao họ sẽ có ý định họ quay lại. Nhưng mà ngay từ đầu đó họ mua một cái sản phẩm phễu nó không hiệu quả hoặc nó không có cái gì đặc biệt, không có cái gì đặc trưng với anh chị, là họ sẽ không có ý định mua quay lại mua lần thứ hai. Thành ra là trong 5 đến 6 sản phẩm đó đó sẽ có những cái sản phẩm phễu và có những sản phẩm chiến lược. Các chị em hình dung không ạ? Các chị em phải là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phễu nó thực sự rất hiệu quả các chị. Nó thực sự nó xứng danh làm cái mồi câu của anh chị. Để làm sao các chị là cá cắn nó phải đớp anh chị và lần sau phải quay lại cắn lần thứ hai, bởi vì nó mồi nó phải thơm anh chị. Các chị em hình dung ạ? Cho nên cái sản phẩm phễu là gì? Cái sản phẩm phễu đó anh chị, đầu tiên nó phải đáp ứng tất cả những cái yêu cầu sau đây được gọi là sản phẩm phễu. Có thể là 2/4 hoặc là 3/4 cũng được anh chị, cũng được gọi là sản phẩm phễu rồi. Đầu tiên các anh chị, nó là thị trường nó phải lớn lắm anh chị. Cái volume nó phải lớn, thị trường nó phải lớn, chạm đâu cũng khiến khách, được coi là một sản phẩm phễu anh chị. Tiếp theo các anh chị là giá mềm dễ tiếp cận. Khi mà khách hàng người ta mua những cái sản phẩm lần đầu tiên, lần thứ hai các anh chị, là người ta chưa tin tưởng hoàn toàn. Thành ra là cái điều mà khiến họ xuống tay anh chị là giá nó phải mềm đã. Bởi vì là bạn nói là hay lắm, chả biết nó có ok hay không, nó có tốt hay không, nhưng mà giá nó phải mềm, các chị em mới dễ quyết định được, khách hàng mới dễ quyết định được. Thành ra các anh chị, giá nó phải mềm anh chị, nó dễ tiếp cận, khách hàng họ dễ dọn, dễ chi tiền đó. Nên các chị em phải giúp Trang nha. Tiếp theo các anh chị, nó là một cái sản phẩm phải tái tiêu dùng các chị, nghĩa là khách hàng họ mua ok rồi thì lần sau họ phải mua lại các anh chị. Ví dụ như cho nên ví dụ một cái tiết kem chống nắng đi, dạ, thị trường lớn các anh chị, phụ nữ nào cũng cần, giá mềm dễ tiếp cận, rồi sản phẩm tái tiêu dùng, họ ưng rồi lần sau họ sẽ quay lại họ mua. Đó, nó gọi là vậy các anh chị. Tin là Trang sẽ chỉ danh một số những sản phẩm phễu các anh chị em nha. Hay sản phẩm là Midu tăng chiều cao các anh chị, thị trường lớn chị, nhà nào cũng có 2-3 con, ít nhất là 1 con các anh chị. Thực sự các anh chị là đến bên đầu nó tay là không biết là biết bao nhiêu học trẻ em các anh chị. Thị trường vô cùng lớn, giá mềm dễ tiếp cận, có hơn 200.000, hơn 300.000 thôi. Nó là sản phẩm tái tiêu dùng, không thể là một sản phẩm tăng chiều cao mà giúp con họ cao còn vọt được. Nó phải có một cái lộ trình để con họ cao nhưng nó rất là hiệu quả. Đó. Thì làm sao nó là tái tiêu dùng các anh chị, nó theo một cái liệu trình, một cái phác đồ tăng chiều cao riêng. Thành ra chúng ta các chị, đây là một cái sản phẩm phễu cực kỳ hiệu quả. Tiếp theo là nó phải tính hiệu quả nhanh. Ví dụ như khách hàng người ta dùng sản phẩm phễu đó đó các chị, tầm 3-4 hôm các chị em quay lại hỏi họ là chị ơi sản phẩm có tốt không, làm sao họ thấy ok lắm em, cái kem chống nắng nó tẹp da lắm em, nó không bị bóng dầu gì hết em ạ. Nó rất là hiệu quả, nghĩa là làm sao cho cái tính hiệu quả nó phải nhanh. Các chị em hình dung ạ, là khách hàng họ cảm nhận được là nó không quá thay đổi chóng mặt, nhưng mà nó phải có hiệu quả trong những cái ngày đầu tiên. Trong những cái tuần đầu tiên họ cảm nhận được rồi, nó phải hiệu quả. Đó, khi đó các chị em mới có cơ hội đang gây, đem lại dấu ấn cho họ để họ thích các anh chị.
họ thích sản phẩm đó, họ thích lời là sản phẩm diệp lục nó có ok không, họ phải cảm nhận được luôn là nó có cái hiệu quả trong những cái ngày đầu, những cái tuần đầu tiên như vậy đó cả nhà nhá. Phải có tính hiệu quả nhanh. Chứ còn các chị em mà bán những cái sản phẩm đó mà họ không cảm nhận được trong những cái tuần đầu tiên nữa anh chị, thì các chị em rất khó làm cái chuyện tạo một cái ấn tượng là khiến cho họ quay lại họ mua. Thành ra cái sản phẩm phễu anh chị, nó là một cái mồi câu, nhưng nó phải là một cái mồi câu thơm anh chị nha. Nó phải chắc, nó phải sao, nó phải tốt anh chị, nó phải hiệu quả đó, nó phải đáp ứng được những cái nhu cầu này thì là được coi là một cái sản phẩm phễu hiệu quả nha. Rồi cả nhà, đây là các anh chị làm trang lý ví dụ này, một số những cái sản phẩm phễu mà Trang ghi lại cái dấu đỏ này các anh chị này, giá mềm này các anh chị, giá mềm đây nha, son phấn sữa mặt là hiệu quả này các anh chị. Rồi cả nhà, ok cả nhà nha, dễ tiếp cận. Tiếp theo đây ạ, sâm Canada. Sâm Canada là tuy là cái giá thành nó hơi cao các anh chị, tới 900.000, nhưng mà nó rất là hiệu quả, bởi vì là khách hàng người ta, một số là các bác lớn tuổi đó, đang mất ngủ mà uống 1-2 gói có thể là ngủ ngon luôn trong đêm hôm đó anh chị, nó rất là hiệu quả, nên Trang vẫn coi nó là một cái sản phẩm phễu để các chị em dễ bán hàng. Các anh chị em có thể là mua một cái hộp về và bán chia nhỏ ra các anh chị, chia nhỏ ra bán cho những người xung quanh, chia nhỏ ra cho đều ra để bán, để cho họ cảm nhận trước, họ thử trước. Ví dụ là các chị em gom lại 3 khách hàng chẳng hạn, chia nhỏ ra cho họ cảm nhận đó, vẫn được coi là phễu các anh chị em nha, nếu như họ không mua được một hộp. Nhưng mà Trang nghĩ rằng là với lại cái giá thành đó, họ sẵn sàng họ chi mua một hộp, của mình nó rất là rẻ, nó không đến mức độ nó quá cao anh chị, nó chỉ có vài trăm ngàn thôi à. Đây là các chị là sữa Satika này, đó là những sản phẩm là nó rất là hiệu quả này, giá thành nó rẻ này, và các chị em có thể bán những sản phẩm này. Rồi đây các chị yến xào, bào từ lợi khuẩn này, rồi là nét gâu các anh chị, Miru tăng chiều cao, đó nó có thể được coi là phễu. Thì đây là những cái dòng, những cái ngành hàng và những cái sản phẩm mà các chị em sẽ bán nha. Hiện tại là có 3.000 sản phẩm, nhưng mà Trang vẫn khuyên rằng các chị em mới đó, lúc đầu chỉ bán tầm 5 đến 6 sản phẩm thôi để các chị em tập bán. Nhưng mà Trang vẫn liệt kê ra đây những cái nhà cung cấp đang hỗ trợ spot rất là tốt, và những cái sản phẩm mà làm sao quen mặt các anh chị, tạo ra đang tạo một doanh số lớn cho lobby. Ví dụ như đầu tiên nhà cung cấp mà hỗ trợ tốt không những về sản phẩm mà về chiến lược lẫn đào tạo, đó là nhà cung cấp Sejoy. Nếu như anh chị em nào mà muốn bán mỹ phẩm đó thì hãy vào nhà cung cấp Sejoy này học anh chị. Bởi vì sao anh chị, các chị em vào đây các chị em học đó, các chị em có thể bán vài sản phẩm này, nhưng các chị em vẫn tận dụng được cái kiến thức mà nhà cung cấp Sejoy đang hỗ trợ để các chị em bán những cái sản phẩm khác. Họ không những là có sản phẩm tốt, sản phẩm giá thành phải chăng dễ bán, mà cái chiến lược lẫn cái đào tạo cũng như cái spot của họ nó cực kỳ hiệu quả anh chị, và cực kỳ tốt. Nên là các chị em nào mà bán mỹ phẩm anh chị là nên mà dạ, lên bán cái dòng Sejoy này để các chị em được học kiến thức mà nhà Sejoy đang đào tạo nha. Tiếp theo về dòng mỹ phẩm C Super C các anh chị, là có tất cả những cái dòng về kem chống nắng và kem dưỡng nó cực kỳ hiệu quả anh chị. Đây là dòng dược mỹ phẩm nổi tiếng nhất nhì, đúng không ạ, của Hàn Quốc về dòng dược mỹ phẩm đó. Và các chị em sẽ là khi mà các chị em bán dòng này thì khách hàng không có cơ hội để chê các anh chị, không có cơ hội để chê. Tuy nhiên là cái giá thành nó hơi cao một chút, thành ra nếu như mà khách hàng mà mới đó, mà đối tác mà mới có kinh doanh đó, thì các chị em là hơi khó bán một chút, thì các chị em hãy lựa chọn những cái dòng Sejoy này, và một thời gian sau các chị em hãy bán những cái dòng Super C cũng được nha. Đây các chị, tiếp theo là một số sản phẩm như tẩy da chết Aquabuild của anh chị, là các loại kem chống nắng này. Trong Super C đó, nó có một cái loại kem chống nắng đó là nó rất hiệu quả, Trang rất là nghiền. Tuy nhiên là một số chị em mới đó mà có thể là không bán được, bởi vì cái giá thành lên tới 780 mấy, lên tới là 900 mấy đó các anh chị, 780 mấy và 900 mấy. Nếu như mà các chị em mới quá mà không bán được đó, thì các chị em hãy là lựa chọn một cái dòng rẻ tiền hơn, ví dụ như kem chống nắng này, Diêm Ma các chị, rồi là kem chống nắng Nacos này, hay dòng Sejoy này, để các chị em là tập các chị em bán mỹ phẩm trước. Khi mà khách hàng họ quen các anh chị em rồi, các chị em là họ tin tưởng rồi, các chị em có thể upsell và bán những cái dòng sản phẩm của C Super C. Khi mà các chị em bán được cái dòng này thì khách hàng họ không được từ chối anh chị, nó rất là hiệu quả, nên các chị em hãy lựa chọn cho mình nha. Tiếp theo là về dòng là sản phẩm về sức khỏe các anh chị. Sản phẩm về sức khỏe thì Trang cũng liệt kê ra đây. Sản phẩm về sức khỏe của Lobby nó có tới vài trăm sản phẩm, nhưng mà Trang liệt kê ra một số những cái sản phẩm mà Trang gọi là chọn mặt gửi vàng các anh chị. Không phải là những cái sản phẩm khác nó không tốt, những sản phẩm khác nó rất là tốt, nhưng mà Trang đang lựa chọn một số những sản phẩm mà nhà cung cấp là họ đã đưa hàng lên kệ lâu rồi, và họ làm sao có rất nhiều lượt bán rồi, và nó cũng rất là hiệu quả. Ngoài ra là cái sự hỗ trợ của họ cũng rất là tốt đó. Thì mà khi mới đầu các chị em là cứ lựa chọn theo cái ý
những cái sự lựa chọn mà Trang đang đang đề cập đây. Và sau đó khi mà các chị em bán hàng quen rồi, các chị em có thể bán bất cứ sản phẩm nào các chị em mong muốn. Thì khi đó các chị em cũng có cái sự nhìn nhận và có tư duy của mình nó đa chiều hơn. Thì khi đó các chị em là có cái sự lựa chọn nó khác hơn, thì khi đó là các chị em sẽ lựa chọn. Còn hiện tại đó thì là Trang đang chọn ra một số những cái sản phẩm nó gọi là chọn mặt gửi vàng, không những là dễ bán cho anh chị mà nhà cung cấp họ support cũng rất tốt. Ví dụ như là sâm Canada các anh chị. Sâm Canada, cái dòng sâm Canada này đó hiện tại đang có tất cả tầm 5 đến 6 sản phẩm gì đó các anh chị. Sẽ có sâm hòa tan rất là hiệu quả các anh chị, rồi là hỗ trợ sinh lý nam rất là hiệu quả, rồi là sữa Satika này, vừa tiền này, vitamin Chelsea này các anh chị, đây là sản phẩm là bổ sung vitamin C hàng ngày, nhu cầu rất là cao, rất là dễ bán. Rồi là diệp lục TH các anh chị, là cái nước diệp lục đó các anh chị, nó rất là hiệu quả các anh chị, mà rất là đặc, rất là dễ bán các anh chị và rất là hiệu quả. Rồi là nước quả sâm các anh chị, củ sâm đã tốt, quả sâm nó còn tốt hơn, thì sẽ có nước quả sâm giá thành vừa phải mà khách hàng cảm nhận rất là rõ các anh chị, đang mệt mệt là uống nó rất là, nó tỉnh luôn các chị, rất là hiệu quả. Nên là sẽ có nước quả sâm, các chị em hãy lựa chọn nó để bán cái giai đoạn đầu nha. Tiếp theo các anh chị là sản phẩm giảm mỡ bụng, thì sẽ có về là cặp đôi Mucinex các anh chị cộng với lại cái nước diệp lục, là cặp đôi là hoàn hảo để giảm mỡ bụng, bán cho khách hàng là chốt là dính anh chị, khách hàng dùng xong là tự ý quay lại mua hàng. Cho nên là Trang làm dạng rất nhiều sản phẩm giảm mỡ bụng, nhưng Trang chỉ đề cập cặp đôi này thôi đó, nên các chị em là nghiên cứu nha. Tiếp theo là sản phẩm uống để làm đẹp anh chị, cũng có rất nhiều sản phẩm uống để làm đẹp, nhưng mà Trang lựa chọn là collagen bisin anh chị, rồi nội tiết tố của Noa các chị, đó là Bikem, các chị em có thể lựa chọn làm sản phẩm chiến lược cho mình nha. Sản phẩm chiến lược đây ạ, mỡ bụng cũng là sản phẩm chiến lược này, là đông trùng hạ thảo các anh chị, rồi sản phẩm là chống đột quỵ của Bikem cũng là sản phẩm chiến lược đó, các chị em có thể lựa chọn. Còn những cái sản phẩm mà trang tô đỏ này này là sản phẩm phễu các anh chị em nha, nó vừa tiền các anh chị, nó rẻ rẻ tiền đó, là phễu, các chị em hãy lựa chọn vừa phễu vừa chiến lược. Tiếp theo các anh chị là sản phẩm mà trang nói thật là có một số anh chị em đối tác của trang đó là best seller các anh chị, nó bán hàng rất là nhiều, doanh số rất là lớn các anh chị, đó là cặp đôi về là dung dịch vệ sinh phụ nữ Bigena và viên đặt các anh chị. Đây là dòng sản phẩm nó rất là hiệu quả mà cái nhu cầu nó quá lớn các anh chị, volume nó quá lớn các anh chị, mà nó rất là hiệu quả luôn các anh chị đó. Là khi nếu như các chị em chọn cái sản phẩm này, sản phẩm phễu các anh chị, thì Trang đảm bảo rằng doanh số cực kỳ lớn, tái tiêu dùng, mua đi mua lại, mua đi mua lại, và rất là hiệu quả đó, nên Trang tô đậm cho các anh chị em nha. Cho nên là các chị em là cứ dựa vào cái tình hình là mình đang là nam giới hay nữ giới, mình đang làm cái việc gì, mình đang thích cái gì, khách hàng hướng tới là ai, các chị em hãy lựa chọn cho Trang 6 sản phẩm hoặc 5 sản phẩm ban đầu, trong đó có phễu, trong đó có chiến lược, để các chị em học sản phẩm, các chị em tập bán. Sau đó khi mà các chị em có kiến thức rồi, hiểu sản phẩm rồi, bắt đầu là giỏi kỹ năng rồi, các chị em bán những cái sản phẩm khác trong đây. Ok mọi nhà. Tiếp theo các anh chị, một số những cái nhà cung cấp đang hỗ trợ cực kỳ tốt, đó là nhà cung cấp Nguyên Sinh các anh chị. Hỗ trợ rất là tốt các anh chị. Nhà cung cấp Nguyên Sinh đang có tất cả 6 sản phẩm yến xào, cao ho, DHA, bào tử đổi khuẩn các anh chị. Thì Trang đang 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 ấy ạ, Trang đang in đậm anh đỏ các anh chị. Đây ạ, yến xào, bào tử đổi khuẩn các anh chị. 6 sản phẩm này đều tốt, nhưng mà trong đó có yến xào và bào tử đổi khuẩn, tinh chất xơ nữa các anh chị. Đó, là cái nhu cầu nó rất là cao. Rất là cao các anh chị. Cho nên các chị em hãy lựa chọn, ví dụ như 6 sản phẩm mà nhiều quá đó, thì các chị em hãy lựa chọn 2 trong 3. Nếu như các chị em muốn bán cái dòng vừa tiền và nó đang chăm sóc sức khỏe và cho cả trẻ nhỏ nữa, người lớn nữa, thì các chị em hãy lựa chọn 2 trong 3 trong đây nha. Ví dụ như là 6 sản phẩm mà nhiều quá, hay là chọn 2 trong 3, yến xào hoặc bào tử đổi khuẩn, hoặc là bào tử đổi khuẩn, hoặc là tinh chất xơ cũng được các chị. Sau đó các chị em lựa chọn sản phẩm khác, làm sao cho cái tệp khách hàng nó phải lớn nữa các chị. Ok cả nhà. Tiếp theo là nhà cung cấp Midu anh chị. Nhà cung cấp Midu mới đưa hàng lên kệ mà tầm tháng 9 tháng 10 năm ngoái thôi. Nhưng hiện tại là cái số bán đang cao, gọi là cao thủ nhất anh chị. Cao thủ nhất hiện tại lên tới là gần hơn 100 anh chị, hơn 100 ngàn lượt sản phẩm bán ra rồi. Hơn 100 lượt sản phẩm, hơn 100 ngàn lượt sản phẩm bán ra, tầm 140 mấy đó anh chị, mới xem hôm qua xong. Mà mới là đưa hàng lên kệ từ tháng 9 năm 10 năm ngoái thôi đó các anh chị. Thì các em chị biết là cái volume thị trường lớn đến mức độ nào, cái nhu cầu nó nhiều đến mức độ nào, nhà nào cũng có 2 con nhỏ là 3 con nhỏ, thì đây là một cái sản phẩm là gọi làm sao cực kỳ chân ái cho các chị em phụ nữ muốn bán sản phẩm Miru.
nó là chân ái cho các mẹ bỉm, nó là cho tất cả mọi người, rất là dễ bán, các chị nhu cầu rất là cao, chạm đâu cũng thấy khách. Nên là các chị em là hãy lựa chọn cho mình đó, trong 6 sản phẩm đó mà có chị em là phụ nữ lên lựa chọn Miru cho em. Trong 6 thằng sản phẩm mình chọn phải có thằng Miru với chị nha. Miru tăng chiều cao đừng có bỏ sót anh chị. Tiếp theo anh chị đó là NetGo các chị. Sản phẩm NetGo cũng rất là hiệu quả cho trẻ nhỏ này anh chị. Nếu như mẹ bỉm sữa nào mà đang lựa chọn dòng mẹ bé đó thì không nên bỏ qua Miru, NetGo và bào tử lợi khuẩn nha các chị em nha. Bào tử lợi khuẩn này rất tốt trẻ nhỏ và người lớn này. Không nên bỏ qua Miru, NetGo và bào tử lợi khuẩn nếu như các chị em đang bán dòng về là mẹ và bé và sức khỏe mà các chị em mới bán, không nên bỏ qua. Rồi các chị là sữa Dr. Nutri, rồi là sữa tắm cho bé đó. Sữa Dr. Nutri đó rất là tốt các chị đó, nhưng mà các chị em nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm mà bên ngoài nó khó có này. Còn sữa thì là các siêu thị ngoài nó rất là nhiều, thành ra mới đầu mà khi mà chưa tin tưởng các chị em là có thể khó, hơi khó chốt một chút. Nhưng mà các chị em cứ cho là đây là sản phẩm mình sẽ bán trong dòng mẹ bé. Trong dòng mẹ bé các chị em nha, sữa Dr. Nutri rất là hiệu quả các anh chị. Rồi sữa tắm cho bé. Ok cả nhà. Tiếp theo là về ngành tiện ích các anh chị. Ngành tiện ích là sẽ có Puchen tiện ích, robot máy rửa chén, nồi cơm tất cả này, máy lọc nước bếp từ. Một số anh chị nam, anh nam cũng đừng ngần ngại các anh chị. Anh nam anh có thể là bán về máy lọc nước này, có thể bán về tiện ích này. Nếu như máy lọc nước và tiện ích mà các chị em là thấy giá nó cao quá đó, tiệp khách hàng không có đó, các chị mới đầu đó các chị anh nam cũng đừng nản các chị. Các anh nam hay lựa chọn một số những cái dòng sức khỏe như sâm Canada, sâm hòa tan đó, nó rất là hiệu quả này. Rồi những sản phẩm liên quan đến sinh lý nam này các chị này, nó gọi là thầm kín đó các chị. Thầm kín đó thì các anh nam có thể là lựa chọn một số hay đông trùng hạ thảo này. Anh nam anh cũng đừng có ngần ngại nha. Một số anh nam có thể bán về máy lọc nước, nhu cầu rất là cao. Những cái dòng máy lọc nước tầm 12 triệu đó các anh chị, máy lọc nước bi đó rất là dễ bán mà. Rồi một số những cái sản phẩm về sâm này, về nam giới này, anh chị em mà lựa chọn trang tầm 3-4 sản phẩm các anh chị nó ok lắm rồi. 4 sản phẩm sẽ có chiến lược rồi, có phễu để các anh nam bán nha. Nên là nam giới hay nữ giới không sao hết đó, là có thể bán tất cả những cái sản phẩm. Thì trong 3.000 sản phẩm đó thì sẽ có sản phẩm các anh chị em bán rất là tốt. Anh nam có thể bán về điện thoại Apple cũng được các anh chị. Điện thoại Apple, hãy là một cái người chuyên gia về cái ngành đó, bán những cái dòng sản phẩm đó, và hãy là cái thương hiệu của mình, và mình sẽ thu hút cái tệp khách hàng về cái thương hiệu của mình các anh chị đó. Ok cả nhà, thì là buổi chia sẻ của Trang ngày hôm nay nó cũng là trễ giờ rồi các anh chị. Thì không biết là trong buổi Zoom này là các chị em có học hỏi được cái kiến thức nào trong đây không các anh chị? Các chị em comment với Trang với. Trang bị ao Zoom hay sao không thấy ai nhỉ? Cả nhà ơi, các anh chị em có đang nghe Trang nói không? Rồi cả nhà. Ok. Thì là cái buổi chia sẻ của Trang ngày hôm nay cũng là kết thúc để cho các anh chị em đi làm. Cái buổi ngày hôm nay có lì cọt các anh chị em nha. Có lì cọt của Team Eagle. Thì là cái sản phẩm, cái buổi chiến lược này Trang có mấy cái YouTube đó. Nhưng mà cái YouTube này là cái slide nó mới một chút. Nên là các chị em hãy lựa chọn là cái buổi lì cọt của ngày hôm nay nhé. Để các chị em mới đó là nghe lại nha. Nếu mà chưa hiểu đó thì nghe lại. Chưa hiểu thì nghe lại nha cả nhà. Hôm nay là cầm tay chỉ việc đó cả nhà. Rồi cả nhà. Ok cả nhà nha. Thì là ok, thì Trang cũng xin gửi lời chúc đến các anh chị em mới nhé. Chúc các anh chị em là có một cái chiến lược lựa chọn sản phẩm thông minh, kinh doanh nó hiệu quả để mình không phải mất công đi đường vòng nha. Rồi sau khi mà lựa chọn xong rồi đó, các chị em hãy nói với người hỗ trợ mình là chị đang lựa chọn 5 đến 6 sản phẩm này. Chị đang cần những cái YouTube về là kỹ năng SEO này, em kiếm cho chị. Rồi là em đưa chị vào nhà cung cấp, nhớ dặn họ là đưa anh chị vào nhà cung cấp của những nhà cung cấp đó, cái nhóm đó, anh chị, để là nhà cung cấp đó sẽ support các anh chị nha. Sẽ support rồi hỗ trợ rồi các chị em theo học những cái Zoom đó. Kinh doanh nó đơn giản như vậy thôi các anh chị nha. Mới đầu nó hơi mông lung một chút, nhưng sau này các chị sẽ quen. Chúc anh chị em mới là có những cái kết quả tốt trong kinh doanh và đồng hành cùng với lobby nó lâu dài nha các anh chị em nha. Xin chào cả nhà.